Xin chào tất cả các bạn nha. Trước khi vào video, các bạn nhớ like, đăng ký để cập nhật video mới nhất từ mình nhé. Vào ngày 18 tháng 7, mình có cái video hướng dẫn các bạn nhận 5 token cần có ký hiệu là ETL rồi các bạn. Thì hiện tại bạn nào có làm dự án này thì các bạn cần áp mạng Etherlight của nó các bạn. Thì hiện tại dự án này nó có một cái mainnet là Etherlight Chain các bạn. Thì bạn nào có làm thì thông số mình có để dưới phần link mô tả dưới video của mình các bạn. Thì các bạn mở địa chỉ MetaMask mình ra nè các bạn. Các bạn cần tích hợp mạng Etherlight Chain vào nó mới hiện cái token các bạn đã nhận được các bạn. Thì các bạn bấm vào quay đặt này. Sau đó các bạn bấm vào thêm mạng này các bạn. Thêm mạng này. Rồi tên mạng thì các bạn điền vào name nè, Etherlight Chain nè. Các bạn copy nha các bạn. Để mình copy này, mình copy mới được các bạn. Tên mạng thì các bạn ghi Etherlight Chain nè. Rồi các bạn dán vào đây, sau đó thì URL thì các bạn copy URL này nè các bạn, channel là 11, symbol là ELT, mã chuỗi là 11 nè, ký hiệu là ELT nè các bạn. Không ngờ con này nó có một cái mainnet riêng của nó ta, ETL chứ. Rồi URL trình khám phổi thì các bạn khám phá thì các bạn nhấp vào đây nè, copy lên URL này nè. Sau đó các bạn dán vào đây nè, rồi các bạn bấm vào thêm mạng các bạn, vì mình đã bấm thêm mạng rồi xong rồi. Sau khi mà bấm vào thêm mạng xong thì các bạn sẽ thấy được 5 token có kêu là ETL đó bạn. Hiện tại token này đã list trên sàn Exchange Bitcoin này các bạn, với giá là 0.32 đô cho 0.032 đô cho một token này các bạn. Hiện tại trên trang của MarketCap. Và hiện tại token này cũng có cho các bạn giao dịch trên sàn sàn Bebop các bạn, chơi qua cặp USDT này. Vậy video mình đã hướng dẫn thông báo cho các bạn nhận 5 token ETL đến đây kết thúc các bạn. Vậy mình chào tạm biệt các bạn, hẹn tất cả các bạn trong những video clip tiếp theo các bạn nhé.